Chết. Thấy đen đen bay lên mà nó lại là con cò đỏ. Đây các bạn, con cò ngoài Bắc anh em hay gọi là con cò sen. Chết. Cò đỏ các bạn. Chết. Tóm được, mặc dù là nãy còn đang ướt lông, vừa bắt xong con kia. Cò đỏ nữa nha các bạn. Chết. Vứt xuống nước mất tiêu rồi.
hết, bay đi đâu được. Chết. Tưởng con gì. Bắt con đầu con cò luôn. Gì ấy. Có con gì ở đây? Chết mày, bay ra đằng kia. Chim mình nó bắt à? Biết ngay mà. Chắc là con cút mèo hay sao. Nó ở ngay đây này. Chim mình nó đuổi. Đúng rồi, con cút mèo. Tốn được kìa. Cút mèo mà bay ra thì chạy làm sao được. Này con. Đây các bạn. Bắt thẳng vào đầu. Hồi nãy nó ở chỗ kia kìa, nó lặn xuống nước. Ui giời. Tại mình biết con chim mình nó đứng ở đây rồi. Các bạn nó đi săn, kỹ năng săn này sẽ biết ngay. Nãy cắm xuống nước kìa, bay ra là xong rồi.